vườn thăm lại những cây mãng cầu và cây bưởi ở trong vườn của Thảo. Bây giờ mình đang tiến tới cây bưởi chuông vàng này nè. Cái cây này là cái cây bưởi mà cách đây mấy tháng trước đó, nhà mình có đi ra ghép lại hai cái nhánh bưởi cuối cùng vô là cái cây nhánh bưởi Việt Nam vô đây nè. Bây giờ Thảo quay lại để xem lại cái hai cái nhánh này nó phát triển ra làm sao ha. Cách đây vỏn vẹn có mấy tháng thôi, nhà mình đi ra đây ghép hai nhánh bưởi cuối cùng, nhánh bưởi giống Việt Nam này vào cái cây này, thì chỉ sau có mấy tháng thôi mà mình thấy là cái nhánh bưởi nó phát triển rất là nhanh. Cái đầu của nó đụng gần bằng cái nhánh bưởi mà nhà mình ghép cách đây 3 năm rồi á. Thì mình thấy cái giống bưởi này là một cái giống bưởi nó phát triển rất là nhanh. Và bây giờ nó đang cho mình một số trái trên cái cây như thế này. Bây giờ mình sẽ đi một vòng cái cây bưởi này, mình xem trái nha. Năm nay cây bưởi này á, nó cho mình nhiều trái hơn năm ngoái. Thì mình thấy cái giống bưởi này nó cũng phát triển rất là tốt. Và có một cái mình làm khác hơn những năm trước khi mình trồng cái cây bưởi này á, là năm nay mình có thụ phấn thêm bằng tay á, cho những cái hoa bưởi của cái cây bưởi này. Thì mình thấy khi mà mình thụ phấn bằng tay cho cây bưởi này thì cái cây bưởi này năm nay nó cho ra nhiều trái hơn năm ngoái. Năm ngoái á, nó bị sao mà nó ra được có 3 trái à năm nay, cho nên mình nói là mình nhất định mình phải làm sao cho cái cây bưởi này nó ra nhiều trái hơn để mình đón Tết nguyên đán nữa. Bây giờ mới có là tháng 9 thôi mà đã nghĩ tới Tết rồi các bạn. Tết là một cái mùa mà mình rất là háo hức, mình rất là mong đợi mỗi năm. Bây giờ mà mình sẽ đi qua mình coi một số cây mãng cầu luôn nha. Nói tới Tết là bưởi mãng cầu là không thể nào thiếu được hết á. Đây, mình đang dời qua cây cây này là cây mãng cầu Út nè. Thế mình thụt lùi lại, mình quay chọn cho trọn vẹn cái cây mãng cầu này. Đây là cây mãng cầu Út African Pride. Bây giờ nó cũng ra được một số trái như thế này. Mấy em này đang lớn, mấy em này còn được tới 4 tháng nữa để mà lớn, để đón Tết nè. Cứ tới độ khoảng tháng 5, tháng 6 là nhà Thảo đi thụ phấn thêm bằng tay cho cây mãng cầu. Vì cây mãng cầu này á, tự nó đậu rất là khó. Cái cơ cấu về cái hoa, cái hình thù của cái hoa nó làm cho ong bướm nó khó bay vô lắm. Cho nên mình thụ phấn bằng tay thêm thì mình mới có được mãng cầu. Thì tháng 5, tháng 6 thì Thảo thụ phấn bằng tay cho nó. Rồi khi mà nó đậu ra mấy cái trái con đó, Thảo cho nó ra thoải mái luôn. Rồi tới tháng cuối tháng 7 là Thảo bắt đầu, Thảo đi lượt lại mấy cái trái mãng cầu nào mà nó không có phát triển mà nó cứ nhỏ hoài là mình bứt đi. Hoặc là những cái trái mà cái hình thù nó không được đẹp á, thì Thảo cũng bứt đi luôn. Mình còn giữ lại một số trái. Thì đây nè, đây là một cái chùm mà Thảo đã lượt đi bớt trái ngày xưa ở đây á. Nó ra chi chít luôn, nó ra 8-9 trái ở cái khu vực này. Thì Thảo thấy nhiều quá, mình để mãng cầu nhiều quá đó các bạn. Một chỗ đó, trái nó không có lớn được.
Cho nên Thảo thưa Thảo bước đi khoảng 4 năm trái ở đây rồi đó. À, mà bây giờ thì còn lại những cái trái như thế này. Và bên này nữa nè. Rồi đó, ở đây nó cũng có khoảng 6 trái. Rồi xong mình lượt đi, bây giờ nó còn lại 3 trái. Thì đó, rồi đó mình làm á, mình để lại cái stem ở đây nè, cái cành nhỏ nhỏ ở đây để mình nhớ là mình đã bứt cái mảng cầu ở đây nè. Để mình nói là vài tháng nữa mình trở lại mình coi mình có nó ra làm sao. Thì bây giờ mình trở lại nè. À, và đây là những cái trái ở kế bên. Bây giờ mình đi qua một cái cây mãng cầu khác nè. À, bây giờ cái giống mãng cầu này á, nó là cây mãng cầu do Thái xanh ha. À, nó có tên là mãng cầu do Thái xanh. Thì cây mãng cầu do Thái xanh này á, nó khác với lại cái cây mãng cầu Úc. Cái cây này nó còn có tên là Gepner Atamoya. Nếu mà mình tới những cái nơi mà không có nói tiếng Việt á, thì nó gọi cây là cây Gepner. Còn tới những cái vựa cây giống Việt Nam á, thì họ lại gọi những cái này là cây mãng cầu do Thái xanh. Để mình cho các bạn xem cái mặt ngoài của cây do Thái xanh nè, cái trái nè. Nó gai như thế này ha. À, nó gai thì nó khác cái trái mãng cầu Úc. Đây có một trái nữa nè. À. Ồ, em ơi, em ăn cái gì vậy nè? Ôi chà ơi. Ê, đưa đây. Trời ơi, gặm cái gì như thế này. Thôi cho xin lại cái cup đi nha. Cảm ơn em. Rồi bây giờ mình đi ra đằng trước mình coi cái cây mãng cầu đỏ của nhà mình nha. Cây này là cây mãng cầu đỏ mà nhà mình ghép á, cách đây 2 năm rồi. Năm ngoái thì nó cũng có ra được trái và năm nay là năm thứ nhì. Đây mình cho các bạn xem cái cây trái mãng cầu đỏ, nó nhìn lúc mà nó nhỏ thì nó nhìn nó ra làm sao nha. Đây em mãng cầu đỏ đây. Mãng cầu đỏ đó khi mà nó nhỏ thì cái màu nó không phải màu đỏ các bạn ơi, nó là cái màu của nó là cái màu tím tím lợt lợt như thế này. Và khi nào mà nó lớn lên á thì từ nó đổi thành nhiều màu hồng hơn, rồi nó sẽ trở thành cái màu đỏ về sau. Năm ngoái mình chỉ để có đúng có một trái thôi để mình coi cái màu sắc của cái giống cây coi có đúng không. Thì nó ra cũng rất là đỏ, cho nên là mình biết là cái giống này là đúng giống rồi đó. Mấy em mãng cầu đỏ này á, sống ở Cali á, rất là khỏe á. Năm nào mình thấy hoa nó cũng ra rất là nhiều. Tuy là cái cây này nó còn nhỏ, nó mới ghép thôi à, mà nó ra được cũng nhiều trái, nhiều hoa lắm. Mà mỗi lần cái hoa nó ra đó, nó rất là lớn, cho nên mình thụ phấn bằng tay cho nó cũng rất là dễ dàng. À, đây là một cái trái nữa nè. Khi mà mình thụ phấn bằng tay đó, mình thay thụ vào gần trong gốc, trong thân như vậy nè, thì cái trái nó ra nó khỏe á, mà nó ít bị rụng hơn là mình thụ phấn ở đầu cành. À, đây là cái mãng cầu mễ. Xong rồi nhà mình nó ghép những cái nhánh này vào cái gốc mãng cầu mễ. Cây mãng cầu mễ này ngày xưa nó nằm ở dưới đất cũng khoảng 5-6 năm rồi, cho nên cái cây này thì nó cũng là established rồi ha. Vậy mình ghép vô cái giống mãng cầu đỏ này vào. À, bây giờ nó ra trái tiếp, nó ra thay vì mãng cầu mễ thì bây giờ nó cho mình ra mãng cầu đỏ các bạn ơi. Nhiều khi mình trồng cây á, má mà trong vườn các bạn mà có những cái giống cây mà các bạn muốn đổi, mình đổi cũng được thôi. Bây giờ mình đi qua bên này mình coi nha. Đây nè, mình coi lại nha. Cái này là lá của cái cây mãng cầu đỏ, thì nó dài dài mà nó nhọn nhọn ở phần đầu ha. Bây giờ mình qua mình coi cái na hoàng hậu đi. Này, cái na hoàng hậu mình coi nè,
cái lá của nó khác. Đây, đây là cái cây na hoàng hậu của mình. Thì cái lá của nó đó mình nhìn, cái lá nó khác ha, nó bự hơn, mà nó xanh, mà xanh lợt lợt hơn. Đó, mình rất là thích cái hình dáng của cái na hoàng hậu này, tại vì nó làm cho mình nhớ tới cái na Việt Nam. Đó, bây giờ mình sẽ đi lại qua bên góc bên này qua một cái cây mãng cầu khác nữa. Cây này là nửa na hoàng hậu, nửa mãng cầu đỏ. Đây, cây này là hồi xưa nhà mình ghép bên này á, là cái bên cạnh bên này là na hoàng hậu, còn cái cành ở bên kia đó, đó bên đó đó, đây là mãng cầu đỏ nè. Mình nhìn là hai cái lá sát nhau, mãng cầu đỏ nè ha, na hoàng hậu nè, đó mình thấy rất là rõ cái sự khác biệt giữa hai cái lá cây á. Thì nên khi nào mà các bạn làm mê đi mua giống cây á, là mình nhìn vô là mình biết liền ha. Đây, đây nè, coi các bạn coi cái hoa nè, cái hoa này là của thằng của anh mãng cầu đỏ nè, nó cũng ra nó cũng khá bự lắm, cho nên mình dễ thụ phấn bằng tay cho nó lắm. Mình bỏ vô một cái là được, còn nhiều khi cái hoa mà nó nhỏ quá khó thụ phấn lắm. Đây, mình thấy đây cũng có một trái mãng cầu đỏ nó ra. Và đây là một cây mãng cầu khác nữa trong vườn của mình. Bây giờ mình sẽ chui xuống cái lùm này, mình đi kiếm trái nha. À đây, mình đã kiếm ra được một cái em này nè. Đây là một cái trái mãng cầu mà hình thù mình rất là ưng ý. Cái hình thù của trái này các bạn nhìn nè, các bạn thấy nó nhọn nhọn á. Xuống dưới mà nó nhọn nhọn như thế này, những cái trái như thế này nó sẽ có triển vọng rất là lớn. Mai mốt ha, bây giờ là tháng 9 thì nếu mà nó còn 4 tháng nữa thì cái trái này mình muốn cho nó bự ra như thế này nè, để đón Tết là mình rất là vui. Và bên đó mình thấy có một cái trái nữa nè. Núp ở trong mấy cái lùm cây nè, mình phải đi mình kiếm nó. Mấy em này núp mà mình vẫn kiếm ra mấy em nha. Trời ơi, mong cho mấy em lớn lên từng ngày luôn á. Bữa nay mình trở lại, mình thăm những cái cây mãng cầu trong vườn của mình để mình xem coi nó phát triển ra như thế nào. Thì bây giờ là tháng 9, những cái em này bây giờ còn thêm 4 tháng nữa để mà lớn, thì tới tháng 1 á là những cái cây mãng cầu ở trong vườn mình á nó sẽ chín ra. Thì cũng đúng ngày, thường nó chín vào đúng ngày dịp Tết Nguyên Đán của mình. Thì để mình sẽ trở lại mình thăm những cái em này vào một dịp sau. Thôi Thảo tạm dừng ở đây nha, mà mến chúc mọi người một ngày thật là vui, và khi trồng cây trong vườn á thì ra được nhiều trái cây. Thank you so much everyone for watching. Hẹn gặp lại các bạn vào một dịp sau nha. Bye bye.